Chào mừng quý vị trở lại với Laden Vlogs USA Nếu đây là lần đầu tiên quý vị đến với Laden Vlogs Xin hãy nhấn nút subscribe để ủng hộ cho Laden nhé Sau đó hãy nhấn nút chuông để có thể nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Laden có video mới Laden xin cảm ơn quý vị rất nhiều Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay 6 tháng Giêng năm 2023 Lê Đinh xin gửi đến quý vị một thông báo quan trọng của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ về những thay đổi có liên quan đến tiền food stamps và tiền thực phẩm khẩn của quý vị bắt đầu từ tháng Giêng năm 2023. Sự thay đổi này có liên quan trực tiếp đến những quý vị thuộc một trong bốn trường hợp sau đây. Trường hợp đầu tiên là những quý vị vừa có tiền food stamps và vừa có tiền thực phẩm khẩn. Thứ hai là những quý vị vừa có food stamps vừa có tiền già tức là quý vị vừa có food stamps vừa có tiền SSI. Thứ ba, quý vị vừa có food stamps vừa có tiền hưu, tức là quý vị có tiền food stamps và có cả tiền SSA. Và thứ tư là trường hợp của những quý vị vừa có food stamps vừa có tiền SSDI, tức là quý vị vừa có food stamps và vừa có tiền bảo hiểm thương tật. Thay đổi đầu tiên cũng là thay đổi quan trọng nhất ảnh hưởng đến rất nhiều quý vị đang vừa có tiền food stamp và vừa có tiền thực phẩm khẩn trên các tiểu bang của nước Mỹ hiện nay đó là chương trình thực phẩm khẩn tức là chương trình emergency allotments hay còn được viết tắt là chương trình EA sẽ hoàn toàn chấm dứt trên toàn nước Mỹ sau tháng 2 năm 2023. Chương trình EA là một chương trình của chính phủ liên bang hỗ trợ thêm tiền food stamp cho những gia đình có food stamp tại các tiểu bang trong thời gian đại dịch, giúp những gia đình này có thể nhận được tối đa tiền food stamp hàng tháng của gia đình mình, căn cứ vào số người trong gia đình chứ không căn cứ vào thu nhập. Thí dụ, một gia đình có 4 người, bao gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ hơn 17 tuổi. Hai vợ chồng có đi làm, nhưng vì thu nhập của gia đình này hơi thấp, cho nên gia đình này được nhận thêm tiền food stamps. Nếu căn cứ vào thu nhập của hai vợ chồng, thì tiền food STEM hàng tháng của gia đình này chỉ có thể là 400 đô la mỗi tháng thôi. Nhưng nhờ có tiền EA mỗi tháng bổ sung thêm, cho nên trong suốt năm 2022, gia đình này đã nhận được 835 đô la mỗi tháng, chứ không phải là 400 đô la mỗi tháng. Số tiền 835 đó là bao gồm 400 đô la từ tiền phút stem căn bản và 435 đô la là từ tiền thực phẩm khẩn, tức là từ chương trình EA nếu chương trình EA chấm dứt, mà cụ thể là đến hết tháng 2 năm 2023, chương trình EA, tức là chương trình thực phẩm khẩn không còn nữa. Tiền food stem hàng tháng của gia đình 4 người trong ví dụ này sẽ được văn phòng food stem địa phương tính toán lại dựa vào thu nhập hiện tại của gia đình họ. Chứ họ sẽ không tự động được nhận số tiền tối đa như lúc còn chương trình thực phẩm khẩn nữa. Nếu trường hợp của quý vị cũng tương tự như trường hợp của gia đình mà Lê Đinh vừa mới nêu trong ví dụ này, tức là quý vị cũng vừa được nhận tiền food stamp và vừa được nhận thêm tiền EA mỗi tháng, thì quý vị chỉ có thể được nhận thêm tiền EA tối đa là đến hết tháng 2 năm 2023 mà thôi. Trong tháng Giêng này, văn phòng food stamp nơi quận Hạ quý vị đang cư ngụ sẽ gửi thư đến quý vị, yêu cầu quý vị nộp những giấy tờ chứng minh về thu nhập hiện tại của quý vị để văn phòng Foodstem dựa vào đó, xem xét và tính toán lại số tiền Foodstem hàng tháng của quý vị sẽ được nhận từ tháng Giêng năm 2023 là bao nhiêu. Sau đó, văn phòng Foodstem sẽ gửi thư thông báo cho quý vị biết chính xác quý vị sẽ được nhận bao nhiêu tiền mỗi tháng. Tuy nhiên, không phải tất cả các tiểu bang trên toàn nước Mỹ đều chấm dứt chương trình thực phẩm khẩn vào cuối tháng 2 năm 2023, mà theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho biết, có nhiều tiểu bang đã chấm dứt chương trình thực phẩm khẩn tại tiểu bang mình trước tháng Giêng năm 2023 hoặc từ nhiều tháng trước đó. Tức là những quý vị có food stamps tại các tiểu bang này đã từ lâu không được nhận thêm tiền thực phẩm khẩn nữa bởi vì chính phủ tiểu bang của quý vị đã ngưng chương trình thực phẩm khẩn trước thời hạn. Đó là các tiểu bang Alaska, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kentucky, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Tennessee, và Wyoming. Vậy tại sao người có food stamp tại những tiểu bang này lại không được nhận tiền thực phẩm khẩn giống như những quý vị có food stamp tại các tiểu bang khác? Đó là vì Chính phủ tiểu bang nơi quý vị đang cư ngụ đã tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng tại tiểu bang của quý vị. Tức là tiểu bang của quý vị đã không còn bị ảnh hưởng nặng nề vì hậu quả của đại dịch Covid-19 nữa và nếu tiểu bang nào đã tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng thì ngân sách của chương trình thực phẩm khẩn từ chính phủ liên bang sẽ không được chuyển xuống tiểu bang đó nữa. Ngoài 17 tiểu bang trong danh sách này là những tiểu bang đã ngưng tiền thực phẩm khẩn trước tháng Giêng năm 2023. Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, sẽ có một tiểu bang ngưng tiền thực phẩm khẩn vào cuối tháng Giêng năm 2023. Đó chính là tiểu bang South Carolina. Điều này có nghĩa là những quý vị có food stamps ở tiểu bang South Carolina sẽ chỉ được nhận thêm tiền thực phẩm khẩn của tháng Giêng năm 2023. Bước sang tháng 2 năm 2023, quý vị sẽ thấy tiền food stamps hàng tháng của mình bị giảm xuống nếu so với lúc quý vị có nhận tiền thực phẩm khẩn. Đối với những quý vị có food stamps tại 32 tiểu bang còn lại, thêm vào Washington DC, đảo Guam và Virgin Island, quý vị sẽ tiếp tục được nhận tiền thực phẩm khẩn EA Đến hết tháng 2 năm 2023, bước sang tháng 3 năm 2023 thì tiền food stamp của quý vị sẽ trở lại mức căn bản. Số tiền này nhiều hay ít là tùy thuộc vào thu nhập của gia đình quý vị là ít hay nhiều. Và đa phần là số tiền này sẽ ít hơn lúc quý vị còn đang nhận thêm tiền thực phẩm khẩn hàng tháng. Quý vị thân mến, thay đổi tiếp theo mà Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ có đề cập đến trong thông báo này là thay đổi về tiền food stamps đối với những quý vị vừa nhận tiền food stamp và vừa nhận tiền từ các chương trình an sinh xã hội. Thí dụ, quý vị vừa có tiền food stamps, vừa có tiền hưu, vừa có food stamp, vừa có tiền già, hoặc là vừa có food stamps và vừa có tiền bảo hiểm thương tật. Theo sự giải thích của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ trong thông báo này, nếu quý vị đang nhận tiền SSI, tức là tiền già, hoặc quý vị đang nhận tiền SSE tức là tiền hưu, hay là đang nhận tiền SSDI, tức là tiền bảo hiểm thương tật. Và quý vị cũng đang nhận tiền Food Stamps. Bắt đầu từ tháng Giêng năm 2023 này, tiền Food Stamps của quý vị có thể sẽ bị giảm xuống. Bởi vì các nguồn tiền an sinh xã hội của quý vị như là tiền hưu, tiền già, tiền bảo hiểm thương tật của quý vị gia tăng 8.7% theo mức điều chỉnh chi phí sinh hoạt của năm 2023 các nguồn tiền hưu, tiền già hay là tiền bảo hiểm thương tật đều được tính là thu nhập của quý vị trong chương trình Food Stamps. Nếu thu nhập hàng tháng của quý vị tăng, thì tiền Food Stamps hàng tháng của quý vị có thể sẽ bị giảm. Tuy nhiên, việc xem xét tiền Food Stamps hàng tháng của quý vị còn dựa vào nhiều yếu tố khác, thí dụ như dựa vào các chi tiêu trong gia đình của quý vị nữa. Do đó, không phải bất kỳ ai được tăng tiền an sinh xã hội, được tăng tiền hưu, tăng tiền già, tăng tiền bảo hiểm thương tật, đều bị giảm tiền food stamps. Văn phòng food stamps sẽ gửi các thư review đến cho quý vị, để quý vị điền thu nhập và chi tiêu mới nhất của quý vị vào. Sau đó quý vị gửi lại cho văn phòng food stamps để họ tính toán, và sau khi họ có con số chính xác tiền food stamps hàng tháng của quý vị là bao nhiêu, quý vị sẽ được nhận thêm một thư thông báo khác. Trong thư này sẽ cho quý vị biết số tiền food stamp mà quý vị sẽ được nhận mỗi tháng là bao nhiêu. Nói chung, quý vị có thể sẽ được nhận ít hơn nhưng cũng có thể sẽ được nhận nhiều hơn và cũng có thể sẽ bị cắt hoàn toàn tiền food stamps. Điều đó là tùy thuộc vào thu nhập của quý vị. Quý vị thân mến, nói tóm lại, trong thông báo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ bao gồm các nội dung chính như sau. Thứ nhất, là chương trình thực phẩm khẩn sẽ hoàn toàn chấm dứt sau tháng 2 năm 2023. Tức là những quý vị nào có food stamps chỉ có thể được nhận thêm tiền thực phẩm khẩn của tháng Giêng và tháng 2 năm 2023. Còn từ tháng 3 năm 2023 trở đi thì quý vị sẽ không được nhận tiền thực phẩm khẩn nữa. Thứ hai, có 17 tiểu bang đã chấm dứt chương trình thực phẩm khẩn trước thời hạn. Tức là chính phủ ở các tiểu bang này đã chấm dứt chương trình thực phẩm khẩn trước tháng 2 năm 2023 và những quý vị có food stamp tại những tiểu bang này cũng đã từ lâu không nhận được tiền thực phẩm khẩn nữa. Thứ ba, tiểu bang South Carolina sẽ chấm dứt chương trình thực phẩm khẩn tại tiểu bang mình vào cuối tháng Giêng năm 2023. Và cuối cùng là nếu quý vị vừa có tiền hưu, tiền già hoặc là tiền bảo hiểm thương tật rồi quý vị cũng có luôn tiền food stamps. Thì một khi tiền hưu, tiền già hay tiền bảo hiểm thương tật của quý vị tăng, tiền food stamps của quý vị có thể sẽ bị giảm hoặc cũng có thể sẽ bị cắt. Và sự thay đổi này sẽ bắt đầu từ tháng Giêng năm 2023. Quý vị thân mến, và đó là những gì mà Lê Đình muốn chia sẻ với quý vị trong video ngày hôm nay. Lê Đình hy vọng video này mang đến những thông tin hữu ích cho quý vị. Lê Đình cũng sẽ tiếp tục cập nhật với quý vị nếu có những thay đổi hay những thông tin mới Lê Đình mời quý vị hãy nhấn nút subscribe và nhấn nút chuông Để nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Lê Đình có video mới Quý vị chỉ cần nhấn nút subscribe và nút chuông một lần duy nhất mà thôi Lê Đình xin cảm ơn quý vị rất nhiều Trước khi tạm chia tay, Lê đình xin chúc quý vị và gia đình lúc nào cũng luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo